Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân, hài hước thì có Bảo Liêm, Bảo Vi. Wow. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì rất là hùng hậu ha. Bên cạnh đó có MC Nam Lộc, nữ tài tử Kiều Trinh, MC Trần Quốc Bảo, Ngụy Vũ và ban nhạc là The Night Band, Sài Gòn xa sao. Thưa quý vị, rất mong quý vị đến để chào mừng công ty điện tử Teletron đến với vùng Virginia, khu Eden Center, thưa quý vị, vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10 sắp tới đây. Dạ, Trang Thanh Lan và Phương Quế cũng hy vọng gặp lại quý vị tại Virginia ngày 4 tháng 10. Chương trình rất là hay mà Teletron quảng cáo, Quynh bán rất là nhiều những cái vật dụng như là Quế đã nói, cũng như là những cái quà tặng mà không có mua gì cũng được quà tặng 100 người khách đầu tiên, thưa quý vị. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được bảo trợ bởi công ty Yến Thanh Lê, một nơi đáng tin cậy, bởi vì Thanh Lê Yến chỉ chọn những mặt hàng tươi, nguyên chất, tinh chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanh Lê. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanhleyến.com. Vâng, thưa quý vị, sau đây là một nhắn tin từ email của Tiếng Hát Hậu Phương. Chào hai chị, tôi tên là Nguyễn Anh Thi, hiện sống ở Virginia. Tôi muốn tìm hai người bạn thân của tôi là anh Huỳnh Công Tráng và Đặng Thanh Tùng, khóa 8 trên 72B, Đồng Đế, Nha Trang. Nếu ở Hoa Kỳ, xin liên lạc đến tôi qua email setmiềntây050@gmail.com, setmiềntây050@gmail.com. Thành thật cảm ơn hai chị. Và sau đây là tìm bạn của anh Nguyễn Thanh Trà. Thứ nhất là những khuôn mặt với mấy trường thân yêu tại Sài Gòn trước khi chia tay, trình diện tình lệnh tổng động viên, gồm Lê Văn Hưởng, người Long An, Nguyễn Hữu Lễ, có ba làm ở công ty giấy Cogido, Đồng Nai, và Văn Thanh Lý, pháp danh Diệu Tâm, người Chợ Lách, Vĩnh Long. Thứ hai là khuôn mặt khi về đơn vị, đầu tiên tại Cam Lộ và quận Hương Hóa, Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, gồm có Trung úy Nguyễn Tiễn, có nhà ở ngoại thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị, Trung úy Trí, quên họ, người bị nước ăn chân quanh năm vì hành quân ở Đồng Tháp, Thiếu úy Nguyễn Văn Y, độc thân, người luôn mang cây đàn guitar trên ba lô và hay đánh bản nhịp cầu tri âm, gốc thủy quân lục chiến, Thiếu úy Lê Văn Trước, tính hiền như con gái, mang túi cứu thương quân y, người gốc Bến Tre, và Thiếu úy Nguyễn Huệ, nước da đen vạm vỡ, gốc miền Nam. Nếu trong số này ai còn sống, xin liên lạc về Nguyễn Thanh Trà, số điện thoại 314-352-9845. Nguyễn Thanh Trà, 314-352-9845. Và chúc anh Trà tìm được người những người bạn cố tri của anh, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gửi thơ vào Tiếng Hậu Phương để chia sẻ cũng như nhắn tin. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị gửi nhắn tin vào, có rất là nhiều mẫu nhắn tin, cho nên quý vị khi mà gửi mẫu nhắn tin vào Tiếng Hậu Phương thì mong rằng quý vị rút ngắn lại, càng ngắn càng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng đọc cho nó dễ nhớ, chứ nếu mà quý vị nhắn tin dài quá, nhiều khi cũng không nhớ những cái điểm tránh, những cái số điện thoại là cần nhất. Vâng, cảm ơn quý vị. Và Tiếng Hát Hậu Phương được xin phép được trở lại với ca sĩ Quang Lộc ngày hôm nay, là cũng con của gia đình của quân nhân. Dạ. Dạ, Quang Lộc một lần nữa xin được kính chào toàn thể quý vị. Có những cái lời chia sẻ rất là nhiều nè Quang Lộc nè. Trước tiên là lời chia sẻ của chị Ngọc Lan gọi từ Seattle. Xin yêu cầu Quang Lộc hát bài Quê Hương Bỏ Lại. Cảm ơn chương trình và hai chị Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Cảm ơn chị. Có thuộc bài đó không? Quê em bỏ lại. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng cháy và một ngày thôi chị Quế hát giùm em rồi. Tại em thuộc một bài ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Dạ. Hay quá. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của chị Tina gọi từ Louisiana. Chị xin yêu cầu anh Quang Lộc hát bài Người Lính Già Xa Quê Hương. Chị thấy hai chị Trang Thanh Lan và Phương Quế bữa nay mặc áo dài đẹp quá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Anh Nghĩa Sửa và Quang Lộc ai cũng đẹp trai hết. Cảm ơn Đài Hùng Việt đã có chương trình hay. Cảm ơn chị Tina rất là nhiều ạ. Và cái bài Người Lính Già Xa Quê Hương thì Lộc có nghe cố ca nhạc sĩ Duy Khánh hát rất là hay. Lộc rất thích bài này nhưng con Lộc cố gắng hát một đoạn. Dạ, hát đoạn đi. Đây, anh Nghĩa chắc đánh cho em. Mi. Yeah.
Người lính già xa quê hương nhưng trong tim chưa tàn ánh lửa, vẫn ước một ngày theo bước quang trung, vẫn thấy quê hương đêm ngày reo gọi, vẫn thấy trong tim cánh cánh đường về, vẫn thấy nơi đây chỉ là đất cảng, thầm hẹn ngày về chết giữa quê hương. Cảm ơn Quang Lộc, rất là xúc động. Sau đây là chia sẻ của chú Châu gửi từ Denver. Chú muốn gửi một bài thơ tặng hai cụ già, chắc anh Châu. Cảm ơn anh Châu, chào anh Châu. Tặng bác Kim Sơn ở Colorado. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương thứ ba chiều tối dễ thương vô cùng. Trang Lan, Hồng Quế, Hợp Chung, lời ca tiếng nói hình dung tuyệt vời. Mỗi tuần đều có khách mời, phần Đông Chí Sĩ, một phần Song Pha, tâm tình phỏng vấn Hoang Ca, ấm lòng người lính Cộng Hòa năm xưa. Bây giờ cơ hội duyên đưa, mời được Quang Lộc hát đưa ngọt ngào. Em là hậu duệ tự hào, cha là chiến sĩ áo đen thuở nào. Thôi, tôi xin có lời chào, cả bốn nghệ sĩ dồi dào tấm thân. Nếu được thì xin yêu cầu Quang Lộc hát bài Tôi ở miền xa. Cảm ơn anh Châu rất là nhiều. Cảm ơn anh Châu, anh Châu gọi là xuất khẩu thành thơ. Dạ, cảm ơn anh Châu rất là nhiều, anh Châu. Cảm ơn anh Châu. Hát một đoạn cái bài Cỡ miền xa đi em. Dạ. Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đông lắm hạ, nối tiếp đi qua, vắng bóng đàn bà. Mười năm linh khổ, viết bởi câu ca, vì biển hay thiệt tha. Đúng là hậu duệ của các anh Duy Khánh, Văn Tử này kia ha. Hôm thôi nay nhiều là bài quá ha. Ngày giỗ của anh Văn Tử phải không? Ngày mai mới là ngày đám giỗ của anh Văn Tử. Vậy hả? Anh Văn Tử mất ngày 16 tháng 9 2014, và ngày mai sẽ là ngày đám giỗ của anh Văn Tử, giỗ đầu tiên, thưa quý vị. Thì Phương Quế cũng gửi lời thăm đến chị Thu là bà xã của anh Văn Tử. Tiếc là ngày giỗ đầu của anh Văn Tử thì Phương Quế với Trang Thanh Lan ở xa quá, thì cũng xin gửi một lời thăm đến gia đình anh chị, và chắc chắn là anh Văn Tử được về một cái cõi rất là bình an, thưa quý vị. Và cũng ngày mai cũng là cái ngày 16 tháng 9, một ngày rất là lịch sử, là ngày quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, các anh thủy quân cuộc chiến, các anh lính đã cắm ngọn cờ trên cổ thành Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9, tức là ngày mai, thưa quý vị. Đó ngày là một cái là kỷ một niệm ngày rất là đáng rất nhớ. Là nhiều kỷ niệm. Dạ. Trở lại với Quang Lộc, là chị hỏi em chứ em có một cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong 5 năm em đi hát, với lại từ lúc em được thi đậu tới bây giờ không cưng? Dạ, thực ra thì vui hay là buồn cũng được. Kỷ niệm thì em thấy nhiều kỷ niệm là lúc nào cũng trước khi lên sân khấu nó hơi bị rung. Ai cũng vậy. Mà chị hỏi thiệt, nãy giờ có rung không vậy? Mà sao hát hay quá vậy cưng? Dạ có chứ. Mà sao em hát không hay quá vậy? Rung chút nào vậy? Lúc đầu vô em nói nó hơi bị rung đó. Nhưng mà nói rung chứ hát đâu có rung. Dạ chút xíu nữa thì nó từ từ nó quen. Bây giờ về quen rồi phải không? Dạ. Giờ mời em hát một bài nữa được không? Dạ được. Nãy chị thấy em tập tới hai bài rồi, giờ nãy giờ mới có một bài. Dạ. Giờ mời em đứng lên em hát tặng quý vị một bài nữa đi. Dạ, sau đây thì Quang Lộc kính tặng đến tất cả quý vị cùng các bác, các cô chú, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, bài hát một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Bài hát có tựa đề là Chuyện Vàng Thiên Lý. Kính mời quý vị cùng nghe. Vùng lửa khói làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy
tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bình dị, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn tôi bằng nước mắt chia vui, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ này. Anh lính chiến người bàn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đàn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho kéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên hậu duệ của các anh các chú hồi xưa mà rất là hay em. Dạ, à, em có thể cho khán giả biết là cái sinh hoạt hàng ngày của em không Quang Lộc? Dạ thực sự thì em cũng có ba cái tiệm nail. Wow, giàu lắm rồi. Dạ thì cho nên em nghĩ là từ khi em có được cái tiệm nail thì nó mới cho phép em cái thời gian rộng rãi hơn. Tại vì em sẽ có những người thợ họ giúp em, họ làm việc, họ quán xuyến giùm em. Thì trong đó thì em mới có thời gian rảnh rỗi để em trau dồi thêm cái nghề nghiệp ca hát, cũng như mình đi hát khắp nơi. Dạ. Trời. Nhưng mà nếu là chủ tiệm nail chắc em làm nail cũng nghề lắm không? Dạ, thì hồi đó cũng từ khi mà em biết làm đến giờ thì cũng em cắt chảy máu, cũng cả tô máu vậy đó mới bắt thành nghề tới giờ. Sao làm hết không? Đang định nhờ làm cho bộ móng tay mà nghe nói qua Louisiana ghé tiệm em làm móng tay, nghe nói nghe em nói vậy chị sợ quá đi. Trời. Nhưng mà ba tiệm em ở gần nhau hay sao em? Dạ gần nhau. Dạ nhưng mà dạ. Chị hỏi một câu là khi mà tối về em đếm tiền em có mỏi tay không vậy? Đâu mỏi tay đâu, cái chỉ tay mất tiêu luôn, tại đếm quá. Chỉ tay. Thật sự ra thì khoảng chừng em thấy khoảng chừng năm 90 đó. Nghe nói là 91, 92, 93 những năm đó thì làm nail rất là thịnh hành, rất là có ăn. Nhưng thời gian sau này thì mình làm nail chỉ để đủ sinh sống thôi. Yep. Dạ chứ không phải là để làm giàu làm có gì đâu. Đủ sinh sống để đủ tiền đi hát được rồi. Dạ đúng rồi. Mua vé bay qua Cali. Đủ tiền mua vé máy bay để đi hát. Cái nọ là được rồi. Vậy là vui lắm rồi phải không? Dạ. Nhưng mà chị nghe nói là nhà, trở về ba em một chút đi. Dạ. Tại vì không thể nào mà mình quên những cái người lính ngày xưa, như là hình ảnh xây dựng nông thôn của ba em một cái bộ áo đen như vậy. Thì trở lại một chút xíu là ba em như vậy thì cái lúc mà 75 á và việc cộng vô đó thì ba em có bị đi tù không em? Dạ có chứ. Dạ, bao nhiêu lâu bao đi tù? Ba em đi tù tổng cộng là 6 năm. Ồ. Mà ở ngoài Bắc hết là 5 năm rồi. Ba em chức vị gì? Quận chức vụ quận đoàn trưởng. Quận đoàn trưởng. Coi như quận trưởng là cán bộ xây dựng nông thôn. Ồ. Dạ. Vậy mà cán bộ xây dựng nông thôn đó là cũng đi học lâu lắm à? Dạ, em còn nhớ thì lúc đầu đó, một năm đầu á thì ba đi tù cải tạo ở cái trại Gia Rai gần Long Khánh á. Thì lúc đó là má có dẫn mấy tụi em đi bằng cái xe lửa Gia Rai. Đi xe lửa từ Long Thành lên đó. Gia Lai Kon Tum á, đúng rồi. Gia Rai Kon Tum. Gia Lai không phải Gia Lai, Gia Rai là gần Long Khánh. Gia Rai gần Long Khánh. Gia Rai á. Gia Rai Kon Tum gì đó, Gia Rai Long Khánh. Thì có chở tụi em đi thăm ba được có đất đỏ dường như là một lần. Rồi sau đó là ba bị đưa ra ở
trại tù Hà Nam Ninh, trại Nam Hà ở Hà Nam Ninh, nghe ba kể lại thì phải nói là rất là cực khổ. Nghĩa là nghe ba kể là lúc đầu họ cho ăn một chén bo bo, rồi cái ngày hôm sau họ giảm lại chút xíu, rồi ngày hôm sau giảm thêm xíu. Nghĩa là họ không cho những người tù chết, nhưng mà họ bắt là kiệt sức kiệt quệ, nghĩa là để cho họ dễ họ kềm kẹp để cho người không còn sức lực, không còn cái sinh lực để mà nghĩa để mà là chống lại họ vùng nữa. Lên á. Dạ, họ như vậy đó, cực khổ vô cùng. Chính sách của họ như vậy. Quang Lộc được nghe ba kể lại mới biết là cái cuộc đời của những người tù và cải tạo nó cực khổ gian nan biết chừng nào. Tù cộng sản lắm. Đó chứ đừng nói tù cải tạo mấy bác. Nhưng tù cộng sản đó. Dạ. Nó là tù cộng sản nhưng mà em qua Mỹ năm nào mà theo diện ba hay là sao? Đó thì H-O. cũng từ ba đi đó thì H-O mới là đi diện HO 15. Là năm nào Lộc? Năm 93. Gia đình Lộc sang Mỹ là năm 93 theo diện HO. Lộc là con một hay là có nhiều em anh chị? Em con thứ ba. Có một người anh, rồi đến Lộc, rồi đến hai người em nữa. Tứ quý. Bốn người con trai. Bốn trai luôn. Dạ, bốn trai. Wow. Chị thấy cái hình của ba em rất là quen, hình như là ba em có sinh hoạt ở cộng đồng. Dạ có, đúng rồi, rất ba là em nhiều phải không? Ba ở bên em, này ở bên New Orleans. Ba chị em nhìn đó... hình ba em mà lúc mà em gửi chị thấy cũng. Dạ. Quen thì ba em đã sinh hoạt ở đó từ năm 96 ở ngay New Orleans, ngay Louisiana. Thì ba em cũng đã ba lần giữ cái làm giống như là cụ tù chủ tịch cụ tù chính trị đó, cụ tù nhân chính trị đó, dạ. Chủ tịch hội cụ tù chính trị ở vùng Louisiana liên tiếp 3 năm. Rồi dường như là nghe báo nói là 2 năm sau thì làm hội đồng cái gì? Hội trưởng. Không nhớ. Không nhớ. Sự thật em nói nhớ vậy là chị thấy cũng rất hay rồi đó. Tại vì em lúc đó em có mấy tuổi mà em nhớ. Và sau này thì ba nói những cái nhiều khi cái chức vụ đó mình không có nhớ hết đâu em. Dạ không nhớ. Không thể nào nhớ hết. Nhưng mà nói chung là tất cả những người ngày xưa mà quân đội ngày xưa khi mà sang đến đây rồi đó thì lúc nào á trong lòng đó cũng canh cánh một cái nỗi niềm để mà mong rằng một ngày nào đó cho quê hương chúng ta được có tự do, có nhân quyền. Cho nên đó là một cái tâm tư khắc khoải của tất cả những người Việt Nam chúng ta và những người đã mang màu áo của quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thưa quý vị. Có một cái nữa là cho em xin phép em bổ sung thêm là em có một cái ấn tượng, hôm qua em có một cái rất là nhớ về cái đặc điểm của ba, là ba em từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ đến giờ chưa một lần về Việt Nam. Là tại vì ba đã nói lên là ba nó thường nói là khi nào ở Việt Nam mà có tự do, được tự do ngôn luận, tự do thì thật sự có tự do thì ba sẽ về. Ngay cả khi mà Lộc còn nhớ là ngay cả hồi năm 97 khi đó ông nội của Lộc là bị hấp hối, muốn ba phải bay về Việt Nam gấp. Nhưng mà ba gọi điện thoại về, ba nói là nghĩa là làm con bất hiếu, nhưng không thể nào quay về Việt Nam được. Quay về cộng hết. Dạ, không chấp nhận được cái lý tưởng hay quá. Dạ. Lý tưởng của ba. Đến bây giờ ba vẫn nói là nhất định không về Việt Nam. Dạ, trái tim khi nào có khuất. Tự do thì mới về. Dạ, tinh thần bất khuất trái. Dạ. Lý tưởng cao. Đó là cái một cái điểm mà Lộc đáng nhớ nhất. Đáng kính trọng. Ba là một trong cái những người mà rất là kính trọng, mọi người đều có một cái trái tim có bao nhiêu huyết như vậy, mà ba em cũng là một trong những người tiếp tục giữ những cái ý chí cương quyết như vậy, ý chí rất cương là hay. Rất là cương quyết. Thì bây giờ mình thường thường thì chương trình Tiếng Hào Phương được kết bằng một bài hát nói về lính cũng như là những bài hát vui, thì có thể là mình có lời chia sẻ nào nữa không? Hết rồi. Lan. Hết rồi. Bây giờ mình đứng lên mình hát một bài của nhạc sĩ gì bà quên? Nhạc sĩ Y Vân. Nhạc sĩ Y Vân bài hát Thương Anh. Như vậy là mình phải hát hai lần. Nói chung là hát một lần rồi intro rồi hát lần nữa. Hôm nay trước nay mình văn nghệ thoải mái mà phải không? Quang Lộc hát rồi thì mời Quang Lộc hát.
non sông chờ sức trai xây đắp, đi lên người chiến binh đất nước. Thương anh gió mát trên đường xa, ánh nắng soi đường đi những lối xa xa mờ. Ra đi vừa lúc xuân tươi thắm, qua bao ngày tắm mưa phơi nắng. Thương anh tiếng hát trên đường quê với tiếng ca thành đô đón bước chân người đi, bước chân anh đi qua núi đồi miệt mơ, tiếng ca ngân theo cơn gió chiều rực rỡ. Bóng anh lên trên thôn xóm cùng dừng ra nỗi vui chia tan. Non sông chờ sức trai xây đắp, đi lên người chiến binh đất nước. Thương anh gió mát trên đường xa, ánh nắng soi đường đi những lối xa xa mờ. Ra đi vừa lúc xuân tươi thắm, qua bao ngày nắng mưa với nắng. Thương anh tiếng hát trên đường quê với tiếng ca thành đô đón bước chân người. Chân anh đi qua núi đồi miệt mờ, tiếng ca ngân theo cơn gió chiều rực rỡ. Bóng anh nhìn trên ống sông khu rừng già, nỗi vui chia tan câu hát còn nhịp hòa. Thương anh dù biết hay không biết, thương anh vì bước đi chung bước. Thương anh chỉ hướng ta cùng say, hay danh vai kề vai quyết đắp xây ngày. Thương anh chỉ hướng ta cùng xây, hãy dâng vai kề vai quyết đắp xây ngày mai. Thương anh chỉ hướng ta cùng xây, hãy dâng vai kề vai quyết đắp xây ngày mai. Xin mời Quang Lộc gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Dạ, Quang Lộc, trước hết thì rất cảm ơn toàn thể quý vị cũng như các bác, các cô chú đã bỏ thời giờ, những thời giờ ra để xem chương trình này. Quang Lộc xin được kính chúc tất cả quý vị, các bác, các cô chú một đêm giấc ngủ thật là ngon và sáng mai dậy đi làm thật là vui. Nhưng mà em có nhắn gửi gì đến quê hương thứ hai của em là Louisiana không? Có những người nào đang theo dõi chương trình mà đang theo dõi bước chân của em á? À thì Quang Lộc biết chắc rằng ba tiệm nail luôn mà. Quang Lộc biết thì khi Quang Lộc đi lên đây hát thì một số bạn bè của Quang Lộc ở New Orleans đã cũng theo dõi chương trình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và khích lệ tinh thần. Khích lệ tinh thần của Quang Lộc. Cũng như cảm ơn hồi nãy có một số người khán giả cũng đã gọi vào để yêu cầu Quang Lộc. Quang Lộc rất là cảm kích, rất là cảm ơn. Thì Quang Lộc cũng chúc cho tất cả các bạn có một đêm ngon giấc. Chị hy vọng là con đường tương lai của em rộng mở và quý khán thính giả sẽ thương mến Quang Lộc hơn. Và nếu mà có ra CD gì á thì nhớ báo cho chị Quế biết để chị với chị Quế phổ biến CD cho em. Dạ. Okay. Em rất cảm ơn chị. Em tới và chương trình. chuyển lời đến với ba em. Dạ. Là có một dịp nào ba em về California chương trình Thiến Hậu Phương, rất mong đón tiếp cán bộ xây dựng thôn lên chương trình này. Dạ, như vậy được, như vậy thì để em về em sẽ mời ba. Có dịp ba sẽ bay qua đây. Dạ, để hân hạnh được lên chương trình này. Dạ, để cùng chia sẻ những về ngành xây dựng nông thôn. Dạ, đúng rồi. Để cho những thế hệ trẻ hiểu biết thêm về cái ngành này. Dạ. Chuyển lời bài sẽ có một cảm ngày. Ơn em. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình Tiếng Hát Hồng Vương cũng như với ca sĩ Quang Lộc, Trang Thanh Lan, Phương Quế, Quang Lộc và Nghĩa Sữa.
xin chia tay ở đây. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào nhà này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Trường cho lòng em nhớ thương.